Hi, xin chào tất cả các bác, chào tất cả mọi người. Chào mừng các bác và mọi người quay trở lại với kênh YouTube Trang Trang TV và tôi là Hoàng John. Bây giờ thì đang là 6 giờ hơn một tẹo của ngày 27 tháng 8 năm 2020 và tôi ngồi đây để cùng các bác gọi là phân tích và bình luận ba cái tin tức quan trọng. Đó. Và cũng là ba cái câu chuyện để mà chúng ta qua đó chúng ta trao đổi và nhìn nhận cái xã hội nó rõ ràng hơn, nó đúng sự thật hơn và có những cái niềm tin lạc quan và sự tử tế nào đó hơn nữa. Thì ở cái câu chuyện thứ nhất liên quan địa danh Thái Nguyên, hai câu chuyện còn lại thì liên quan địa danh Sài Gòn thì tôi sẽ để sau. Và cái câu chuyện đầu tiên thì tất nhiên là Thái Nguyên rồi. Thì chúng ta cùng cùng bàn luận về Thái Nguyên một tẹo nhé. Vừa rồi ấy, thì cộng đồng mạng share rất nhiều những cái bức ảnh về một đôi nam nữ là bị bắn dùng súng nha các bác nhé, bị bắn 5 phát đạn và trong đó thì nạn nhân nữ là tử vong ngay tại chỗ và nạn nhân nam thì trong cái bức ảnh đấy thì vẫn cầm xem điện thoại đấy. Thì người nạn nhân nữ thì đã bị tử vong rồi và nạn nhân nam thì đang ở trong cái tình trạng nó cũng gọi là phức tạp nhưng cũng không nguy hiểm đến tính mạng. Cái câu chuyện gọi là sau đó thì thủ phạm ấy là bị bắt ngay sau 4 tiếng. Nghĩa là lúc đấy là không không giờ, bắn lúc 8 giờ và đến lúc khoảng nửa đêm thì người ta bắt được thủ phạm, lúc đấy là đang ăn tối tại một cái điểm bán hàng buổi tối. Thế thì cái câu chuyện xung quanh ở đây là gì? Thì chúng ta nhìn nhận lại hành vi thì rõ ràng là kinh khủng rồi. Thủ phạm gọi là bắn 5 phát đạn rất là ngang nhiên, rất là thách thức. Và cái cuối cùng rằng là thủ phạm khi bị bắt thì vẫn ngồi ăn tối và không có một cái sự chống cự. Nhưng có bức ảnh của thủ phạm khi bị bắt ở cái thời điểm ở cái quán đấy thì tôi nhìn thấy ở trong đó có một cái sự bất lực. Thì tôi tìm hiểu cái câu chuyện thì câu chuyện nó như thế này. Câu chuyện của anh thủ phạm đấy thì anh ấy làm cái người gọi là cũng gọi là dân xã hội và chuyên cho cầm đồ bốc họ nọ kia. Thì các bác cái dân xã hội thì các bác biết rồi đúng không ạ? Đấy. Thì sau đấy thì là cái chị thủ phạm, chị nạn nhân ấy thì là có gọi bốc họ và tóm lại là vay lãi. Thì từ bốc họ nhiều khi tôi cũng không hiểu lắm. Thì vay lãi và sau đó thì 20 mấy triệu thì đấy, hoặc 20 triệu, nhưng mà sau đó thì chị chỉ trả được 6 triệu và không trả lại được. Thì sau đấy thì anh này là anh ấy có một lần anh đến đòi đòi không được thì trong một lần vô tình hay là cái cố ý gì đấy để đòi thì đánh gãy tay cái chị đó. Sau đó thì chị này thông qua cái thương tích của mình thì tố cáo lên phía công an và anh này phải trốn. Nhưng sau khi quay trở lại thì cái câu chuyện rằng là lúc đầu rằng là hai người gọi là bàn luận với nhau gì đấy để mà liên quan đến cái số tiền bồi thường vì chị bị thương tích. Thương tích thì các bác biết rồi là có khả năng là án hình sự dạng thế. Thế thì không biết là bàn nhau kiểu gì, nhưng sau đó thì là anh này có cái gì đấy bức xúc và anh ấy chờ đợi hai người đi qua và áp sát cái xe ở đây và bắn. Cái câu chuyện ở đây ấy, thì tôi cho rằng đó là một cái sự bi kịch chứ không phải rằng là, tất nhiên là mình nhìn vào những cái hành động bắn rồi là những cái hành động của chị kia hay thế nào đó. Tôi nhìn xung quanh thì ở trên một số diễn đàn như ô tô fan, cái bản web ấy, cộng với cả là một số các diễn đàn khác ở trên Facebook thì tôi thấy rằng là có người thì bảo chị nạn nhân kia thì cũng đáng đời, rồi anh này thì cũng gọi là bức xúc quá, rồi rằng là cái hành vi của anh này thế là không được. Thì tôi cho rằng đấy là cái việc đấy là cái việc chung thôi, cái việc nó chi tiết thôi. Nhưng ở đây á, thì tôi nhìn thấy một cái điều á, là các anh chị em dân xã hội ấy, càng ngày có vẻ càng khó sống. Bởi vì tại sao? Bởi vì rằng nhiều người bảo chị nạn nhân cái đáng đời, tuy nhiên rằng là tôi không biết, dù sao thì người mất thì cũng mất rồi. Và tôi cũng cái vấn đề đấy thì tôi cũng không bình luận vì nó khá là nhạy cảm. Tuy nhiên mình thấy được rằng ấy, là anh chị em xã hội là không khó sống, bởi vì họ đã sai ngay từ đầu rồi. Thứ nhất họ cho vay là sai cái lãi suất với cả cái lợi nhuận, cái cách họ đi đòi nợ rồi cách họ thứ khác nó là sai ngay từ đầu rồi. Thì bây giờ pháp luật ngày trước thì bảo vệ họ hay cái gì đấy tôi không biết, gọi đen đỏ nọ kia, nhưng bây giờ ấy, thì cái việc đấy người dân có hiểu biết pháp luật thì họ thấy rằng là cái việc anh tấn công tôi là cái thương tích là không đúng thì họ hoàn toàn có thể khởi kiện lên và hoàn toàn có thể tố cáo việc này. Thì anh chị em gọi là khi mà theo luật pháp ấy, gọi là từ cái luật rừng mà sang cái luật pháp thì tất nhiên là sẽ càng khó sống, và đây là cái bi kịch của những cái người đó ở trong cái thời đại này. Không chỉ một đâu, nhiều. Nhiều lắm. Các bác có thể nhìn thấy những cái vụ trong Sài Gòn, trong thành phố Hồ Chí Minh, rồi rằng là cái vụ đòi nợ tại cái quán phở gì đấy, rất là nổi tiếng.
rồi là những cái vụ kéo cả đàn cái thứ đi dằn mặt người ta ấy. Thời trước thì ngang nhiên được, nhưng bây thời này thì bắt đầu rằng là hạn chế lại. Những anh như Khá Bảnh, những anh như Đường Nhuệ, những anh như là Phú Lê, rồi một loạt các anh khác là bây giờ là cũng gọi là cũng cũng kiểu làm ăn kiểu như vậy, chỉ là ở bên trên. Tuy nhiên ấy, có nhiều bác cũng bảo rằng là như thế thì làm ăn kiểu gì được. Thực tế thì tôi cho rằng là có rất nhiều những cái cách làm ăn khác. Để kiếm tiền thì tôi nghĩ là kiếm tiền nhiều thì mới khó. Chứ còn bây giờ cái thời đại này ấy, là kiếm tiền đủ ăn thì nó không hề khó tí nào. Với cả những cái người mà có đủ cái sức khỏe, có đủ cái gọi là không cần phải có chức vụ quá cao, hoặc là không thể có cần một cái văn hóa hoặc là học thức quá cao. Tuy nhiên vẫn có rất nhiều cách kiếm tiền. Bây giờ thì tôi thấy rằng là kể cả những em học sinh người ta cũng có thể cách kiếm tiền bằng những cách này hay cách khác rồi. Thì báo cáo với các bạn như thế. Cho nên là không thể vin vào là không có cách nào để kiếm tiền, cho nên người ta phải làm cái công việc như vậy, không có đâu. Đấy. Chẳng qua là lười làm, lười dao động, thích áp chế người khác, thích gọi là anh em gọi là tôi hay gọi một câu gọi là hơi sĩ diện hão với nhau một tí, thì nó ở chỗ đó thôi. Chứ còn xã hội công bằng, xã hội minh bạch công minh thì không có chỗ. Tất nhiên là vẫn còn tồn tại nhưng nó rất nhỏ đấy, còn không có chỗ một cách là ngang nhiên công khai kiểu như vậy. Thì báo cáo với các bác là như vậy. Thế cho nên là nhìn qua cái câu chuyện đấy thì mình thấy được rằng cái bi kịch. Và từ đây ấy, các anh em gọi là các anh em dân xã hội ấy, thì các anh em cũng nhìn vào đấy để các anh em thấy được rằng là thời đại này chắc là trong khoảng tầm 10 năm tới là sẽ không dành cho các anh em, không dành cho các anh em nữa đâu, và không dành cho anh em cái cách kiếm tiền nữa đâu, kiểu thế nữa đâu. Thế cho nên rằng là các anh em cũng cẩn thận và cũng nên là tìm cái nghề khác cho mình một cách tử tế hơn. Bởi vì đừng có nghĩ rằng là áp lực từ người khác là mình sẽ thu được một cái khoản lời gì đó dựa theo cái áp chế về tinh thần thể chất của người khác. Thì báo cáo các bác là như vậy. Còn bây giờ thì quay trở lại cái câu chuyện về về gọi là Thành Hồ, đúng không? Thành phố Hồ Chí Minh ấy. Thì cái câu chuyện về anh Phú Quốc thì các bác đã thấy rồi. Cái câu chuyện nó vẫn là như chuyện hài thôi. Nó vẫn là như chuyện hài. Nhưng mà qua đó các bác thấy được rằng là cái thông tin chính xác, cái thông tin là sự thật, sự minh bạch ấy, và sự cho phép của báo chí ấy, thì nó ảnh hưởng rất là lớn. Đấy. Các bác có thể là nhiều bác nhân cái đây cái câu chuyện tôi cũng kể lan man một tí. Thì cái anh Phú Quốc ấy, Phạm Phú Quốc ấy, cùng với vợ ấy, thì lúc đầu rằng bảo rằng là tôi được vợ bảo lãnh sang, nhưng bây giờ thì báo chí và tất cả mọi người điều tra rất là rõ ràng rồi, đúng không ạ? Bao nhiêu gọi là tiền anh đầu tư vào đấy, bất động sản vào đấy, cái hộ chiếu của anh là hộ chiếu gì, cái ngày giờ anh được cấp hộ chiếu, thậm chí là ngày giờ phê duyệt cái hộ chiếu của anh, cái phê duyệt cái công dân của anh, hộ chiếu vàng đấy, thì đều đều được ra hết, đều được ra hết. Cho nên nó cụ thể lắm, chứ không phải rằng nó một cách gọi là anh cứ biên báo ở trên trả lời rằng là vợ anh rồi con anh ở kia đâu, không có chuyện anh làm được như thế. Rồi những cái sai phạm, những cái điều lệ của Đảng, cái điều lệ của Quốc hội, rồi là những cái khác, nó đều quy định rằng anh phải phải khai báo, rồi anh phải công khai cái việc đó ra. Thế tuy nhiên anh vẫn không công khai. Đến thời điểm này là gần 2 năm rồi, vì cái ngày của anh được approve cái hộ chiếu đấy là ngày 12 tháng 12 năm 2018. Thì bây giờ anh ấy tự 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 xem xét mình và rõ ràng rằng là cái việc này là không thể giấu được. Và nhiều khi người ta bảo rằng là dưới ánh nắng mặt trời chang chang ấy, tôi hay gọi cái tên kênh của tôi là thế, nắng chang chang, mà dưới ánh nắng mặt trời chói chang thì mọi thứ đã được hiện lộ ra hết, và người xấu thì là kẻ xấu và người tốt thì là người tốt. Trong cái hoàn cảnh đấy thì anh không thể làm gì được, và kể người ta có muốn bao che cho anh cũng không bao che được nữa rồi, bởi vì là cả cái xã hội nó đều biết cái việc đó, chứ không chỉ rằng là một ai đó biết việc. Nhân đây thì các bác thấy rằng thì tôi phản bác các bác một số cái tin ấy, liên quan đến vụ Hồ Duy Hải, hay là liên quan đến gọi là hai cái anh công an mà gọi là lên mạng kêu oan ấy. Thì báo cáo với các bác là như thế này. Cái vụ Hồ Duy Hải thì rõ ràng là cái việc công tác điều tra, rồi công tác gọi là chứng cứ nó bị dỗi rồi, thì tốt nhất là nên điều tra lại thôi, thẳng thắn là như thế. Thế tuy nhiên rằng các bác nào mà cứ vin vào đấy và kết luận luôn ấy, như là tôi dùng cái từ kết luận luôn, một cái từ khẳng định luôn là Hồ Duy Hải bị oan ấy, thì các bác như thế là hơi bị cầm đèn cháy chiếc ô tô. Và cái việc đó thì chưa rõ, cho nên cứ phải điều tra lại đã. Còn các bác nào cứ hô hào rằng là phải trả lại tự do, trả lại cái án oan, mình phải cẩn trọng trong cái dòng dùng từ ngữ như thế. Ở đây Hồ Duy Hải chưa chắc đã bị oan. Và cái câu hỏi mà tôi hỏi những cái anh, ví dụ như là anh Trương Châu Hữu Danh, những cái nhà báo, những anh báo sạch ấy, thì có những câu hỏi rất cụ thể đấy. Đấy. Ví dụ như mọi người bảo rằng là không được gặp Hồ Duy Hải, thì tôi bảo rằng là các anh chứng minh là anh không được gặp không? Đưa ra cái nào mà bảo là cơ quan chứng minh rằng thì anh ấy né hết. Hay là ví dụ như là Hồ Duy Hải có những cái bản khai mà liên quan đến cái nọ kia,
là đi đám ma hay đám tang được nó kia và gặp bao nhiêu người đấy, thì tại sao các anh không đến gặp cái cảnh đi xác minh? Bởi vì ấy, thì tất cả đều bị tôi bị block hết và tôi bị out ra ngoài hết. Thì cái câu chuyện đấy chứng tỏ rằng là họ không muốn minh bạch cái việc đó ra. Họ hoàn toàn có thể làm được nhưng không làm. Bởi vì xu thế của con người ấy, hay nhà báo cũng thế thôi. Người ta muốn đưa ra những cái gì có lợi cho cái mình, cho người ta, chứ không phải là người ta muốn đưa ra cái gì đó cụ thể và sự thật. Nhiều khi người ta nhiều người cứ rêu rao là sự thật, nhưng khi hỏi lại một cái là tắc tị luôn. Đấy. Anh hoàn toàn có thể làm được điều này để chứng minh tại sao anh không làm. Ví dụ thế, bắt đầu đổ lỗi ra lung tung. Thì rất là nhiều cái việc đổ lỗi liên quan Hồ Duy Hải đấy là cái việc rằng là cơ quan điều tra hay là tất cả mọi thứ là gọi là nọ kia, nó kinh lắm. Nó giống như kiểu rằng là một tay che phủ cả bầu trời ấy. Thì báo cáo với các bác rằng đấy, giống như anh Phạm Phú Quốc chẳng hạn đấy, làm sao mà che được? Anh cực kỳ nhiều tiền, anh cực kỳ là đại gia đúng không ạ? Rồi anh là đại biểu Quốc hội 2 khóa rồi, thì sẽ làm sao mà che được cả bầu trời khi mà thông tin nó ra minh bạch như thế? Thì rõ ràng rằng ấy là cái câu chuyện không phải rằng là ai cũng có thể che được hết. Trở lại câu chuyện của hai anh thanh gọi là hai cái anh công an mà ở trại giam Xuyên Mộc ấy, đấy, và cũng lên mạng kêu oan ấy. Thì cứ hỏi lại rằng là các anh trưng hết cái chứng cứ ra đây, thì hầu hết là đều là tịt hết, cứ không trưng ra hợp đồng, không trưng ra bất cứ một thứ gì, chỉ lên mạng kể đây rồi cầm một sấp giấy thế này lên. Thì tôi tư vấn rằng là nếu mà anh công khai, anh minh bạch, hoặc là anh cái gì đấy anh chứng minh là cái lý lẽ phải thuộc về anh, thì anh hãy đưa ra tất cả mọi thứ chi tiết từng hợp đồng. Mọi người sẽ ở đây có rất nhiều người giỏi, trong cái kênh trang trang của tôi ấy, cực kỳ nhiều người giỏi, ví dụ như là bác Altec VHS, hay là một số các bác như Dũng Nguyễn, hay là bác như là một số khác ấy, khi comment ấy, các bác rất là giỏi, thì các bác hoàn toàn có thể xem được và xem xét từng cái điều khoản đó. Mình không thể, ở đây cơ căn bản ấy là phải chứng minh rằng mình đúng, chứ không phải rằng là chứng minh người ta sai kiểu vậy. Thì muốn chứng minh của mình gì đấy thì mình lên mạng mình kêu thì mình phải đưa ra chứng cứ thôi, có gì đâu ạ. Việc đấy là việc đương nhiên, chứ còn không phải rằng là mình lên mạng mình kêu để mà diệt người ta đi bằng những cái sai phạm đấy. Sai phạm đó thì có những người khác giải quyết bằng, nhưng mà cái việc đấy là đơn tố cáo. Còn để chứng minh của mình ấy, thì nó là hai cái phạm trù khác nhau nhá. Đấy. Một cái phạm trù chứng minh của mình để bảo vệ quyền lợi ích cho mình, một cái rằng là tố cáo để mà người kia bị ra đi kiểu kiểu vậy, thì hai cái đấy là hai cái khác nhau. Một cái liên quan đến cái việc sân si cá nhân là cái việc tố cáo người ta, một cái việc là liên quan đến lợi ích của mình là cái việc mà bảo vệ quyền lợi và quyền hạn cho mình. Đó. Nhiều khi người ta bỏ cái việc của mình đi nhưng mà muốn người kia phải chết vì cái gì kiểu đấy, thì cái đấy là cũng là không nên. Thì báo cáo các bác là thế, hoặc là mình làm như thế thì nó cũng không gọi rằng là một cái tâm nó trong sáng. Câu chuyện ở đấy thì thấy rằng là không thể che được bầu trời đâu. Cái câu chuyện anh Phạm Phú Quốc ấy, tôi kể hai câu chuyện đấy ra ấy, để mọi người thấy rằng là tất cả mọi thứ khi vào đấy nó đều rất là rõ ràng. Và khi công luận lên tiếng và có chứng cứ cụ thể ấy, thì các bác thấy là xử lý được ngay. Còn không có chứng cứ cụ thể ấy, thì thôi đấy. Cái câu chuyện nó sẽ gọi là không không đi đến đâu cả. Bởi vì khi mà đến tận cùng kể cả công luận hay tất cả mọi thứ đưa lên ấy, thì nó đều phải có một cái thứ đó gọi là chứng cứ. Anh nói như thế thì anh có chứng cứ không? Thì đương nhiên nếu mà không có chứng cứ thì anh phải chịu. Đấy. Cho nên là có những cái nhiều vụ kêu oan rất là nổi tiếng hoặc là lên trên mạng rất là khủng khiếp, nhưng mà khi đưa chứng cứ thì không có, bởi vì tất cả mọi thứ nó chỉ là mông lung, nó chỉ là một cái gì đấy nó mờ ảo, nó chỉ là cái thứ để đánh vào cảm xúc của cộng đồng thôi. Nhưng cộng đồng thì cảm xúc một thời gian đầu, nhưng mà đến thời gian sau nữa, khi làm tận cùng lại thì cái chứng cứ nó không có thì cũng đành phải chịu thôi, làm thế nào được. Đấy. Thì đấy là cái câu chuyện về anh Phạm Phú Quốc, cũng là ở bên thành phố Hồ Chí Minh. Thì bây giờ thì video nó cũng hơi dài, nhưng mà thôi các bác chịu khó để tôi tiếp tục với câu chuyện thứ hai mang tính dài hơn của thành phố Hồ Chí Minh, và cũng là cái tin tức thứ ba, đó là về cái anh Diệp Nguyễn à anh Diệp Dũng. Anh Diệp Dũng này thì anh ấy vừa làm một cái gọi là đơn xin thôi cái chức vụ của mình ấy. Cái công tác của mình ở một cái gọi là một cái công ty nhà nước gọi là rất là lớn, đó là Sài Gòn Cúp. Đấy. Thì các bác biết rồi, Sài Gòn Cúp gọi hay là Sài Gòn Cúp Mát ấy, đó là cái siêu thị và tất cả những cái gọi là rất hiếm công ty nào ở Việt Nam có được cái đó, nghĩa là có được cái vị thế đấy để mà cạnh tranh sòng phẳng với những công ty nước ngoài như là Big C hay là như một cái gì đó. Đúng không? Bây giờ thì có anh Masan vừa mua lại cái siêu thị Vinmart, tuy nhiên là cái Vinmart thì vẫn lỗ, còn Sài Gòn Cúp Mát thì có lãi, mỗi năm doanh số của nó khoảng 30.000 tỷ, nghĩa là hơn 1 tỷ đô, gọi là gần 1,5 tỷ đô la đấy, không phải đùa đâu các bạn. Thế thì liên quan câu chuyện gì ở đấy? Thì cái anh Diệp Dũng này thì là anh ấy là một doanh nhân gốc Hoa, doanh nhân gốc Hoa thì là mẹ của anh là Diệp Tú Anh lấy một cái bác gì đấy người Kiên Giang và sau đó để ra anh này.
anh là người cũng là một nửa dòng máu Hoa, một nửa dòng máu Việt. Nhân ở đây á, tôi xin báo cáo với các bác rằng là tôi không kỳ thị người Hoa hay bất kỳ kỳ thị một dân tộc nào cả. Và mọi tôi thì mọi người đều bình đẳng, không có gì đó. Chỉ có quốc gia là quan trọng, còn mọi thành phần dân tộc ở trong đấy là không gọi là bình đẳng với nhau hết. Và chúng ta vì quốc gia chứ không phải là vì bất kỳ một cái gọi là dòng máu nào cả. Thì ở đây tôi quan điểm tôi là thế. Anh Diệp Dũng này thì anh ấy có một cái gì đấy liên quan đến anh Phạm Phú Quốc. Bởi vì cả hai công ty của anh Phạm Phú Quốc ấy, thì anh Diệp Dũng này cũng đều làm ở đó cả. Bao gồm là công ty tài chính Thành phố Hồ Chí Minh HFIC, cộng với cả là công ty gọi là Tân Thuận, đầu tư Tân Thuận, thì đều có đấy cả. Và sau này thì anh ấy điều sang làm đại diện vốn nhà nước, và ở cái ngôi vị cao nhất là chủ tịch hội đồng quản trị của cái Sài Gòn Cúp. Đấy. Thế thì các bác biết là cái câu chuyện ấy là Sài Gòn Cúp có rất là nhiều những cái gọi là những cái vị trí đắc địa của những siêu thị vàng, doanh số rất là tốt. Đấy. Và cái quan trọng ấy là cái Sài Gòn Cúp ấy nó hoạt động theo luật hợp tác xã của năm 2012. Và cái việc mà chưa phân định rõ cái tài sản nào là của nhà nước, nghĩa là tài sản không chia, và cái tài sản nào là tài sản vốn góp vào của 26 cái hợp tác xã cùng với cả Sài Gòn Cúp để mà làm, thì Sài Gòn Cúp là hợp tác xã nha các bác nhé. Thế thì cái câu chuyện rằng là anh Diệp Dũng này, anh ấy gần như là một cái hành động trắng trợn để mà như thế nào nhỉ, để giải thích, trắng trợn để mà thâu tóm cái Sài Gòn Cúp này, trong khi đó tất cả mọi thứ tách bạch ra. Cái câu chuyện thâu tóm ấy nó rất là nhiều cái câu chuyện, để mà từ việc mà khi cổ phần hóa thì mình mua cổ phần, khi mà gọi tăng vốn điều lệ lên thì là câu chuyện của anh là tăng vốn điều lệ, thì tôi giải thích các bác một chút khác. Thì tăng vốn điều lệ lên thì người ta sẽ gọi là mua vào nhiều, nghĩa là góp thật nhiều vốn vào, để từ đấy là người ta có được cái tỷ lệ sở hữu cao, để và tăng tỷ lệ sở hữu của mình lên, và cuối cùng rằng là người ta có nhiều quyền hơn, và lúc đấy người ta chỉ đạo cả công ty đấy theo ý mình. Từ việc thay đổi cái giấy phép kinh doanh sang công ty cổ phần, rồi là lên sàn hay nọ kia, tất cả mọi thứ là dựa vào đó. Thế thì cái câu chuyện của anh Diệp Dũng ấy, thì anh chuyện là anh ấy khi được vào đấy thì anh ấy gần như là cố tình để mà thâu tóm cái công ty này, dựa theo một cái gọi là quyết định là tăng vốn điều lệ lên, tăng vốn điều lệ hơn gần gấp đôi. Thì vốn điều lệ ấy, thì là lúc đấy thì các hợp tác xã tham gia vào đó thì họ góp vốn vào. Nhưng mà cái vấn đề rất là buồn cười là hợp tác xã thì bé tí xíu, năm nào cũng lỗ, hoặc là lãi rất ít, vài chục triệu, vài trăm triệu. Thế mà lần góp vốn lần này là họ góp vào với giá đến hàng trăm tỷ đồng, 700-800 tỷ đồng cho một cái hợp tác xã. Thế thì người ta nghi vấn ngay. Thực ra câu chuyện nghi vấn này ấy, bây giờ nó mới nổi thôi, thông qua cái việc đơn từ nhiệm của anh đấy. Chứ còn trước đó ấy, thì năm tháng 7, tháng 8 khi mà thanh tra, mà trước đó nữa thì báo chí cũng đã vào cuộc rồi, thì các bác có thể search ra được những cái thứ đó. Vì cái cuộc thâu tóm này ấy, nó rất là nhằng. Nó giống như kiểu là tôi là ông Hoàng đây, một cái hợp tác xã đang vào cái cúp mác kia. Ông Hoàng này vốn chẳng có gì liên quan đến hợp tác xã đấy cả, cũng hợp tác xã nhỏ đấy cả, cũng chẳng liên quan gì đến Sài Gòn Cúp đấy cả. Nhưng mà tôi muốn thâu tóm Sài Gòn Cúp thì lập tức là tôi sẽ bỏ tiền vào cái hợp tác xã mà ở đấy, và cuối cùng hợp tác xã đấy dùng cái tiền đấy của tôi đi mua, gọi là đi gọi là đi góp vốn vào, và cuối cùng tăng cái tỷ lệ sở hữu lên, và cuối cùng là ông Hoàng ngồi đây, ông Hoàng hoàn toàn có thể sở hữu và điều khiển cái Sài Gòn Cúp đấy theo cái ý muốn của ông Hoàng, dạng thế. Thế thì câu chuyện ở đấy thì mọi người thấy rằng cái nội dung thâu tóm ở đó, chứ bản thân cái Sài Gòn Cúp kia nó với cả là cái hợp tác xã bên dưới họ làm gì có tiền đâu. Cái câu chuyện huy động vốn với cái phương pháp huy động vốn ở đây ấy, để mà tăng cái vốn điều lệ lên ấy, nó bị sai, nó bị sai. Thì đấy là một trong những cái điểm quan trọng nhất. Còn một số điểm khác, ví dụ như là chưa phân chia được cái tài sản, thế nào là tài sản không chia là của nhà nước góp vào đấy, và cái tài sản nào của bên hợp tác xã trong từng cái thời kỳ, từng thời kỳ, để mà ra được một cái cụ thể, ra được một cái cụ thể ở một cái bánh chung này rằng là của anh bao nhiêu, của anh em bao nhiêu, kiểu vậy. Thì chưa ra được cái đấy, thì nó có 5 cái nội dung cơ, nhưng mà 2 nội dung này quan trọng nhất. Thì ở đây cái nội dung mà không phân chia được, cộng với cả là chưa có cái báo cáo đấy, nghĩa là không chia được cái tài sản của Sài Gòn Cúp ra cụ thể, cộng với cả việc thâu tóm này, thì rõ ràng nó là hành động gọi là biến cái của công thành của tư. Thì các bác hiểu ý tôi thế, biến cái của công thành của tư. Nhưng bây giờ ấy, cái việc báo chí vào cuộc thì cái việc này nó đổ bể. Thực ra ấy, nếu mà khi mà báo chí vào cuộc cộng với cả từ đầu ấy, anh Diệp Dũng anh ấy dừng lại thì ok. Anh dừng lại thì chắc là anh cũng không bị sao cả. Thế tuy nhiên rằng là anh vẫn nhất định anh ấy phải làm cái việc này. Thế cho nên là khi mà anh ấy phải làm việc này và làm cố tình cơ. Khi mà thanh tra Thành phố Hồ Chí Minh dựa theo thông tin báo chí vào cuộc ấy, thì thanh tra và ra rất là nhiều điểm đó mà xác nhận là đúng. Thì yêu cầu rằng là phải dừng cái việc này. Nhưng anh không dừng,
tiếp tục anh tổ chức cái đại hội đấy, người ta lại yêu cầu dừng cái việc đấy lại, cũng không dừng, vẫn tổ chức cái đại hội và liên tục có những cái sai phạm như vậy. Thế cuối cùng người ta quyết định rằng là cực kỳ gan lì như vậy, cho nên là người ta quyết định là đình chỉ của anh đấy. Mà đình chỉ trong đấy thì anh ấy bắt đầu anh ấy xin cái từ nhiệm, và bây giờ rằng là anh ấy gọi là tổ chức cái đại hội thành viên xong rồi thì anh nghĩ rằng là mọi thứ đã xong và anh từ nhiệm, và sau này thì anh ấy có thể hưởng cái lộc nào đấy, thì không có chuyện đó đâu. Thì báo cáo với các bác là như thế. Cái hành vi trắng trợn như thế này sẽ chuyển đến công an, phía công an điều tra, và đã chuyển rồi. Và cái việc mà hành vi của anh Diệp Dũng này chắc chắn sẽ lĩnh một cái án, tôi muốn gọi là án hình sự. Tất nhiên là 1-2 năm nữa mới ra được cái án này trong cái quá trình điều tra, nhưng chắc chắn là sẽ lĩnh một cái án hình sự, chứ không phải là một cái án nhỏ đâu. Vì hành vi thâu tóm này cực kỳ khủng khiếp. Các bác tưởng tượng ra một cái công ty, một cái phương pháp định giá đơn thuần thôi, ví dụ doanh số của một công ty là khoảng 1 tỷ đô la một năm, thì khi mà lên sàn mà mọi thứ nó minh bạch ấy, hoặc là khi mà mua lại minh bạch ấy, thì công ty minh bạch thì giá trị công ty đấy là bao nhiêu, đúng như giá trị sàn của công bạc là bao nhiêu. Ví dụ như là 1 tỷ đô thì cái công ty đấy theo một phương định giá đơn giản nhất là khoảng 4 tỷ đô la, ví dụ thế. Thì ở đây anh ấy bỏ vài trăm tỷ vào để mà thâu tóm được cả toàn bộ từng đấy thì cực kỳ kinh khủng. Thì các bác thấy rằng là cái sự thất thoát nó cực kỳ khủng khiếp. Và cái việc câu chuyện cổ phần hóa mà rất nhiều bác ở đây biết cũng nói rằng là từ doanh nghiệp nhà nước biến thành doanh nghiệp của tư nhân ấy, thì bây giờ đang được siết chặt lại. Tất nhiên chúng ta đang phải gọi là tư nhân hóa những cái việc mà chúng ta không làm tốt. Thế nhưng mà chúng ta hãy nhìn vào cái câu chuyện Sapeco thì chúng ta thấy được rằng là cứ minh bạch ra để mà bán, đấu giá điện ra để mà bán, thì đương nhiên rằng là mọi thứ nó sáng tỏ ngay và giá trị nó cũng gọi là được ngay. Đấy. Thì báo cáo với các bác là như vậy. Thì cái câu chuyện mà anh Diệp Dũng ở Sài Gòn ấy, thì phải nói là cái câu chuyện bây giờ mà vẫn còn dám làm thì tôi cũng phải chịu anh. Phải nói rằng cái bản lĩnh của anh mà rất là gan ấy, chứ không phải là không. Thì tôi xin dừng cái video của clip ở đây và phải nói rằng có sự ngưỡng mộ nào đó với cả anh Diệp Dũng. Hẹn gặp lại các bác ở những cái video tiếp theo.